Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch quý tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023, chúng ta đang có mặt tại Viện Bồ Đề Phật Quốc. Trong lớp sơ trung đẳng Phật học, chúng ta học phần thứ 5 của giải thích Kinh Di Đà yếu lược. Tuần rồi chúng ta đã học xong về cử tọa tham dự Pháp hội, đó là tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học vị thứ 13, đó là tôn giả Ca Lu Đà Di. Thì thưa quý vị, Ca Lu Đà Di khi còn là người cư sĩ đã hầu cận cho Đức Phật lúc còn là Thái tử Tất Đạt Đà. Để rồi sau khi Phật thành đạo, thì chính Ca Lu Đà Di là người cuối cùng để đi thỉnh Đức Phật trở về thăm lại hoàng cung. Mấy cái phái đoàn kia là ai đi coi như là cũng đều xuất gia hết. Cử đoàn nào đi thỉnh Đức Phật là vừa gặp Phật, vừa thấy dung nhan điều ngự là trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng, mấy phái đoàn đã tu hết. Tới cái người cuối cùng là Ca Lu Đà Di đã quyết hứa với lại Đức Vua Tịnh Phạn là bằng mọi giá là con sẽ thỉnh Thái tử Đức Phật trở về, con không có đi tu đâu. Và cuối cùng rồi thì sao quý vị? Một khoảng thời gian sau thì Đức Thế Tôn hóa độ tại vương quốc thành Ca Tỳ La Vệ, cả thân bằng khuyến thuộc thì có những vị vương tử đi tu, và cuối cùng rồi thì Ca Lu Đà Di cũng xin Đức Phật xuất gia làm sa môn. Về hình tướng thì Ca Lu Đà Di có một tên gọi khác là Hắc Quang. Hắc quang tức là thân hình ngài đó rất là thô đen, mặt thì đen ngòm, nhưng thường tỏ ra ánh sáng chiếu trong đêm tối. Thì tương truyền rằng đây là cái quả báo bởi nhân đời trước. Trong quá khứ, khi mà thắp đèn trước tượng Phật lại ở trần, vì để mình trần nên thô đen, và gieo cái nhân là thắp đèn cúng Phật, do đó là thân tỏ ra ánh sáng. Vậy bây giờ mình thấy tôn giả Ca Lu Đà Di như vậy rồi, mình nhìn tới mình sao? Mình phải chỉnh chu, mình phải đàng hoàng một chút. Dưới bất kỳ hình thức nào, khi chúng ta có mặt nơi Tam Bảo, chúng ta có mặt nơi Đại Hùng Bửu Điện, và tất cả những việc mà chúng ta đang làm là bày tỏ tấm lòng thành của mình đến với Đức Phật. Quý vị để ý đi, mình coi phim của Trung Quốc, cái văn hóa triều đại phong kiến rõ ràng là vô cung vua, vô cái chốn quan trường là nơi đó rất là tôn nghiêm. Thì mình lên điện Phật cũng vậy thôi. Điện Phật được gọi là Pháp Vương Bửu Điện, được gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Nơi đó trang nghiêm không quý vị? Quý vị xem Tây Du Ký tập cuối cùng, khi Đường Tam Tạng mà đi đến chùa Lôi Âm phải không? Ở Tây Trúc đó. Lúc bấy giờ đi vào trong cung, đi vào trong cái điện thờ Đức Phật, quá trời chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, A-La-Hán. Nơi đó là nơi đáng được tôn kính.
Ở đây cũng vậy, ở đây xem như là Pháp Dương Bửu Điện của Viện Bồ Đề Phật Quốc. Đâu phải ngồi học ở đây 40-50 người đâu. Bao nhiêu người học? Mình không đếm được, vì mắt thường mình nhìn không thấy. Nhưng mà mình có sự cảm nhận là ngoài cái thế giới hữu hình chúng ta đang có mặt ở tại đây, ít ra còn rất nhiều người đang học online nữa, phải không? Đó là những con người đó là vô hình ở đây, nhưng mà họ thật sự đang có mặt bây giờ và ở đây với mình. Và đó là chưa kể còn các vị thiện thần, còn các vị khuất mặt khuất mài, còn các vị chư thiên, còn các vị thiện hữu đồng học, còn các vị trong thế giới siêu hình, người ta đang học và tu cùng với mình. Chính vì vậy, dưới bất kỳ hình thức nào, khi chúng ta tôn kính Đức Thế Tôn, dâng hương, dâng hoa, phẩm vật cúng dường, chúng ta đều phải hết lòng thành kính cho cái quả phước mình nó trọn vẹn. Vì thân đen đúa của tôn giả mà lại có ánh sáng, do đó ngày đi ban đêm thì không cần phải thắp đèn. Và một số người thì gặp ngài thì kinh hãi, thấy cái tướng trạng quái lạ, nhiều người sợ không dám cúng dường, nên cũng tội nghiệp tôn giả có những bữa không được no đủ. Có lần tôn giả đến nhà nọ khất thực vào buổi tối, người con dâu đang mang thai mang cơm ra cúng dường, mà lúc ánh sáng nó vừa lóe lên thấy hình dạng đen đúa rồi làm cho cô ta sợ quá, cô ta tưởng gặp quỷ, thế là cô ta ngã lăn ra đất té xỉu bị sảy thai. Rồi sau khi hỏi ra mới biết vị tôn giả này là Kalu Đà Di, đệ tử của Đức Phật, nhưng mà khổ nổi trước đó là bà kia đã chửi mắng rất là thậm tệ. Khi mà Như Lai biết được cái sự việc này, và Như Lai đã chế định trong giới luật tỳ kheo có một học giới là không được đi khất thực quá giờ ngọ, tức là chư tăng chỉ đi khất thực vào buổi sáng sớm cho tới trưa mà thôi, không được khất thực quá ngọ. Rồi thì điển tích của ngài Kalu Đà Di chúng ta chỉ có cái phần giới thiệu như vậy thôi. Chúng ta tiếp đến tôn giả Kiếp Tân Na. Kiếp Tân Na được nổi danh là Thiên Văn Đệ Nhất, vì ngài có một cái nhìn thấy về bản chất của vũ trụ. Ngài thấy được cư dân thánh giả ở các hành tinh khác, rồi ngài có thể biết được các nguyên lý vận hành quy tắc nhân quả của các kiếp sống. Và ngài đã khẳng định một điều là không hề có bất kỳ sự ban phước giáng họa nào theo chế độ hữu thần, tức là tin ta thì được lên thiên đàng, mà không tin ta thì sa xuống quả ngục. Thì Kiếp Tân Na đã dùng những cái học thuyết nhân quả nghiệp báo của Đức Phật để hướng dẫn cho tất cả mọi người, cho cư dân thánh giả ở những hành tinh khác, người ta cũng hiểu được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, tuệ giác của giáo lý Đức Thế Tôn mà tu tập. Phẩm Đại Kiếp Tân Ninh trong Kinh Hiền Ngu. Ngài là con của vua Kiếp Tân Ninh nước Kim Địa với bẩm tính thông minh. Sau khi đức vua cha băng hà, ngài đã nối ngôi, quân lực hùng mạnh. Vì muốn áp chế Trung Ấn Độ nên ngài đã sai sứ đến nước Xá Vệ và xin triều cống với đức vua Ba Tư Nặc. Bây giờ Đức Phật đang ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá, và Kiếp Tân Na đã đủ duyên gặp Đức Phật. Ông phát tâm xuất gia tu hành tinh tấn và đắc được thánh quả A-la-hán. Một hôm thì Kiếp Tân Na đang lưu trú ở một nơi thanh vắng. Hôm đó ngài Ubosatha, Ubosatha tức là ngài trưởng tịnh, ngài Bồ Tát, thì thường vào ngày Sóc Vọng 30 mùng 1, 14, 15 tức là ngày đầu tháng và ngày giữa tháng, thì chư tăng thời Đức Phật cứ 2 tuần một lần tập trung lại một chỗ
để ôn tụng về giới bản mà mình đã lãnh thọ ở hai bộ Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni thì Bồ Tát tập trung của giáo đoàn Ni, và Tỳ Kheo Tăng sẽ là Bồ Tát tụng giới của giáo đoàn Tăng. Chùa mình ở đây cũng vậy. Ngày hôm qua Viện Bồ Đề Phật Quốc chúng ta cũng tổ chức lễ tụng giới, cứ hai tuần một lần là tụng giới. Có những nơi thì một tháng chỉ tụng một lần, và có những nơi thì hai tuần tụng một lần. Ở chùa Phật Tổ thì Hòa Thượng Viện Chủ dạy là cứ ngày rằm và ngày cuối tháng là sẽ làm lễ tụng giới. Thì bây giờ nhân ngày Bồ Tát để thuyết giới, Tôn giả Kiếp Tân Na bây giờ mới khởi nên một ý nghĩ. Mình vốn là người trì giới thanh tịnh, thì lắng nghe sự thuyết giới xem ra là không có cần thiết. Ngài đưa ra một cái ý nghĩ là Ngài giữ giới rồi, giờ tụng giới đó với Ngài không cần thiết nữa. Biết được ý nghĩ này của Tôn giả thì Đức Phật đã đích thân đi đến cái nơi mà Kiếp Tân Na đang cư trú. Bây giờ Đức Thế Tôn mới nói: Này Kiếp Tân Na, quả thật điều nhà ngươi đang nghĩ, dù ngươi có nghe đến thuyết giới hay không nghe thuyết giới, thì ngươi vẫn là người trì giới thanh tịnh. Còn đối với việc thuyết giới thì ngươi phải cung kính, tôn trọng và chấp hành. Đó là điều luật của Thế Tôn. Nếu ngươi không cung kính, tôn trọng và chấp hành, thì còn ai sẽ là người cung kính, tôn trọng và chấp hành sự thuyết giới đây? Cho nên, Ngài làm Thầy, trước tiên là mình phải gương mẫu. Nghe Đức Thế Tôn huấn thị sách tấn như vậy, Kiếp Tân Na đã thành tâm sám hối, và từ đó về sau không dám bỏ bất kỳ một cái lễ Bồ Tát nào hết. Quý vị có đi tụng giới không? Xin cảm ơn Thầy. Quý cư sĩ nam và các vị cư sĩ nữ có đi tụng giới không? Ở bên pháp môn của làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì những vị cư sĩ áo trắng, ta có bài kinh người áo trắng đó, là cư sĩ áo trắng. Tại sao có cư sĩ áo trắng gọi là bạch y, và những người đi tu gọi là huỳnh y? Bạch y tức là dành cho những người tu tịnh nghiệp, bạch là trong sạch. Ngày xưa những người cư sĩ tại gia được gọi là người cư sĩ áo trắng. Còn những người quý thầy quý sư cô đắp màu vàng gọi là huỳnh y, để phân biệt giữa người tại gia và người xuất gia. Thì trong lễ Bồ Tát thì câu cuối cùng là: trong hai tuần qua quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là lời của các vị yết ma thủ tọa sẽ hỏi khi mà tuyên đọc từng giới dành cho người cư sĩ tại gia. Rồi chúng ta sẽ bước sang cử tọa thứ 15, đó là Tôn giả Bạc Câu La. Bạc Câu La là một người có thọ mạng đệ nhất. Trong các hàng đệ tử thì Bạc Câu La đã sống tới 160 tuổi. Và trong những đời trước của Bạc Câu La thì hầu như đời nào ông sinh ra ông cũng sống trên 100 tuổi hết á. Quý vị có muốn sống tới đó không? Đâu phải muốn là được. Cái người mà muốn sống thọ là người đó phải làm gì? Không sát sanh. Rồi gì nữa? Lòng từ bi phải đủ lớn, phải phóng sinh. Ông bà mình nói là kính lão thì đắc thọ, do đó mình phải tôn kính bậc đáng kính. Thì có như vậy thì thọ mạng mình mới được dài lâu. Còn đi đâu mình cũng chửi người ta hết á. Đi đâu mình cũng mắng người ta hết. Coi chừng tuổi thọ mình còn có chút ép à. Còn nếu mà mình đi đâu mình cũng kính trên nhường dưới, mình sống luật hòa, mình sống thân thiện với mọi người,
mình ít phiền não là thọ mạng mình dài lâu. Còn mặt mày như cái bánh bao chiều là sắp rồi đó. Còn mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa là mình biết rằng là mình có một cái cuộc sống miên viễn một chút. Tâm xuân là tâm Phật. Khi tâm mình có mùa xuân, có an lạc, có hạnh phúc, có niết bàn là sống lòng. Còn nếu không là tham sân si mạng nghi ác kiến phiền não nó dẫy đầy, là chúc mừng quý vị sắp chết rồi. Cửa tử đang chào đón quý vị rồi. Do đó cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Mình cứ mỉm cười cho qua. Cách đây 2 ngày thầy có đăng một cái trạng thái trên trang tường Facebook nhà thầy. Một câu nói là, quý vị chờ một chút để đọc đúng nguyên văn. Tại vì mấy bữa nay có người thị phi với lại thầy cho thầy trụ trì. Cái thầy trụ trì mới hỏi thầy, thầy có làm chuyện đó không? Cái thầy mới nhắn tin cho thầy trụ trì nhà thầy một câu: kính bạch thầy, mặc cho ai bài đảo điên thế trận, trước mưu mô con chỉ mỉm miệng cười. Tuổi không trẻ để sống đời háo thắng, đời ngắn dài chỉ là một chữ không. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời. Khi nhắm mắt xuôi tai là tất cả đều phải bỏ lại, chỉ mang theo thiện nghiệp và ác nghiệp trong tiến trình tái sinh mà thôi. Vấn đề thầy đã nêu, nó không xảy ra đối với con và con không làm việc đó. Con xin hoan hỷ mỉm cười và chấp nhận những gì đã và đang xảy ra. Xin Bồ Tát hiểu và thương, lắng nghe Quán Thế Âm hộ niệm bình an cho con. Chứ lẽ bây giờ thầy nổi điên thầy lên nữa? Thì mặc cho ai bài đảo điên thế sự, trước mưu mô thì con chỉ mỉm. Mình mà nổi xung thiên lên là mình cũng như la sát luôn rồi. Thôi kệ họ, tuổi không trẻ để sống đời háo thắng, đời ngắn dài chỉ là một chữ không. Giờ quý vị có hơn thua với nhau chăng nữa thì đối mặt với cửa tử thì tôi với quý vị có giống nhau không? The same. Khác nhau là có thể là Big Family hoặc là Rose Hill thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục. Khi mà đề cập đến tuổi thọ dài lâu thì quý vị nhớ là tôn kính bậc đáng kính là phước điền cao thượng. Chúng ta kính lão sẽ đắc thọ. Trong đời quá khứ thì tôn giả Bà Câu La đã từng lấy một thuốc, món thuốc này tên là Ha Lê Lập, dâng cúng cho một vị tăng. Và điểm đặc biệt là vị tăng này đã chứng được Bích Chi Phật quả, tức là quả Bích Chi Phật. Quả Bích Chi Phật tức là quả tu tập đắc độ khi sinh ra đời không có Phật, tu pháp 12 nhân duyên thì người đó sẽ thành Phật, Bích Chi. Từ đó trải qua 91 kiếp, ông đều được phước báo không bệnh tật, không chết yểu. Thôi, con nghe ngài Bà Câu La cúng dường cho một vị tăng chứng quả Bích Chi Phật, con mừng quá, mai mốt có vị tăng nào con cúng hết đi. Biết đâu mình cúng đúng ngài Thánh Tăng thì sao? Đúng không ạ? Như đó là quý vị đừng có khinh thường. Vị tăng nào mình cũng tôn kính là tự nhiên cái phước của mình nó ngang hàng với lại Thánh Tăng. Còn mình nghĩ ai cũng phàm tăng thì sao? Mình không có phước. Không biết thầy giảng lớp nào về 4 buổi xin lỗi, thầy giảng bên lớp A-tì Đạt Ma rồi. Luận thi thiết, thầy giảng về cái bữa lễ trai tăng dị thường để cúng dường cho 4 vị thánh tăng đều là sa di hết. Mà 4 vị thánh tăng sa di đó đều là đắc thánh quả A-la-hán. Thầy cũng không nhớ lớp nào. Nhưng mà lớp thứ 2 là lớp này thì không có học A Tỳ Đạt Ma phải không?
Đấy. Rồi, như vậy nếu như chúng ta cúng dường cho một vị thánh tăng thì phước chúng ta rất là lớn. Chín mươi mốt kiếp ông không bệnh tật và không bị chết yểu. Hơn nữa, nhờ hành trì giới không sát sanh và tôn giả Bà Câu La đã thụ hưởng năm điều bất tử. Một, không bị lửa thiêu đốt. Hai, không bị nước sôi làm cho chính thân mình. Ba, không bị chết chìm trong nước. Bốn, cá không thể nuốt được ông. Và năm là không bị đao chém phân thây. Hãy nhắc đến tôn giả Bà Câu La là chúng ta nhớ đến năm điều bất tử này. Thì tại sao có năm điều bất tử này? Thì tương truyền rằng là bà kế mẫu của Bà Câu La không có thích con riêng của chồng và đã rắp tâm sát hại 5 lần không thành. Bởi vì đời trước tôn giả Bà Câu La đã từng tinh tấn thực hành giới không sát sinh. Và sau khi lớn lên, khi ông xuất gia chỉ trong có 3 ngày thôi quý vị, là tôn giả Bà Câu La đã chứng được thánh quả A-la-hán. Ông không bị quả báo khổ đau vì bệnh tật, thọ mạng 160 năm. Và ông có thể coi là một vị tôn giả gọi là thọ mạng dài lâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kể đến một cái mẫu chuyện, nó sẽ gắn liền với lại cái năm điều bất tử này. Một nhân vật có tên gọi là A Dục Vương, tức là một vị vua, sinh ra cái thời mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn, rất là kính tinh Tam Bảo, được tôn giả Gia Xá giới thiệu cho tôn giả Upa Cúc Đa là người chứng A-la-hán đã lâu, hiện đang thuyết pháp cho đại chúng tại nước U Đà. Đức vua liền sửa soạn xe cộ loan giá đi đến để lễ bái. Tôn giả Upa Cúc Đa nghĩ thầm, chỗ của ta nhỏ hẹp, không có chứa được nhiều người, thôi thì ta nên đến cái chỗ của quốc vương thì phải lẽ. Thế là tôn giả đi đến thành Hoa Thị. Đức vua hay tin tôn giả Upa Cúc Đa thân lâm thì vô cùng hoan hỷ, cho dân quét dọn đường xá sạch sẽ, rải hoa, thổi kèn, tấu nhạc, và đích thân mình cùng với quần thần ra đón tiếp tôn giả. Vừa gặp được ngài thì đức vua liền sụp lại. Chí thành chiêm ngưỡng, vua nói, con tuy thân làm vua, được tự tại khoái lạc, nhưng chưa bao giờ vui bằng được gặp tôn giả hôm nay. Đức vua bèn nói kệ, Phật tuy nhập tịch định, ngày nay bổ xứ sanh, giờ mong nghe giáo pháp, con xin tùy thuận học. Tôn giả đặt tay lên đảnh của đức vua và đáp rằng, cần cẩn trọng chớ nên phóng dật, vương vị phú quý khó bảo toàn, tất cả rồi cũng sẽ đoạn diệt, không gì thường trụ mãi thế gian. Tam bảo khó gặp, vua nay gặp, phải cúng dường hoài, chớ bỏ quên. Cái câu này rất là hay. Tam bảo khó gặp, ngôi tam bảo ngàn đời khó gặp, muôn kiếp không dễ tìm. Người quy y phước tăng vô lượng, kẻ lễ niệm tội diệt hà sa. Mình quy y là phước tăng, mình lễ niệm là tội diệt. Hiện giờ quý vị đang quy kính Phật Đà, đang quy y Tam Bảo, phước quý vị lớn lắm. Quý vị đi qua những cái ngôi đền mà có các vị thần mà ta yểm trợ Phật pháp, người ta thấy quý vị là người quy y Tam Bảo, người ta đứng dậy, người ta chắp tay, người ta xá chào quý vị liền đó. Chứ đừng tưởng là bình thường, huống hồ chỉ còn mặc áo tràng lên còn dữ dằn nữa. Phải không? Trời ơi, ngày xưa quan vô cung là mặc áo mão cân đai, mình có áo giới,
Đấy, mình mặc áo tràng là mình khoác trên người mình áo giới. Bữa nào mà sợ ma lấy áo tràng ra mặc cho thầy. Nhưng mà đùa với quý vị thôi, đó là con ma bên ngoài nó mới sợ quý vị. Còn cái con ma trong tâm kia kìa là mới ghê. Chứ con ma bên ngoài thì thôi hù nó bằng cái áo đó cũng được. Thì cái quan trọng là mình phải khoác trên người mình vào vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai thì mới là quan trọng. Nhẫn nhục, từ bi và pháp không, đúng không ạ? Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Vua đã thỉnh tôn giả vào cung, tự nâng ngài lên tòa báo và thưa rằng: những nơi Phật đã từng dừng ở và đi qua, con đều muốn xây tháp để tăng trưởng niềm tin Phật pháp. Những người nào đã đi qua Ấn Độ thì khi mà tham quan các thánh tích đều có những trụ đá của Đức vua Ashoka, tức là Đức vua A Dục Vương. Mỗi một cái thánh tích, mỗi một nơi mà dấu chân Đức Phật quá độ thì Đức vua Ashoka đều lập một cái trụ đá để ghi lại nơi đây Đức Thế Tôn đã hoằng pháp như thế nào. Tôn giả đã khen ngợi: lành thay, bây giờ ta sẽ dẫn vua đi xem những nơi ấy. Vua bèn thống lãnh 4 bộ binh đồng loạt lên đường cùng với tôn giả, bắt đầu đi từ vườn Lumbini, tức là từ vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh, và đi thẳng đến thành Kushinara, tức là thành Kautina, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Có 4 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật: đản sinh tại nước Cao Tỳ La, thành đạo tại nước Ma Kiệt Đà, thuyết pháp tại thành Ba La Nại, và nhập diệt tại thành Kautina. Để rồi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tóm gọn lại chỉ 3 sự kiện trọng đại, gọi là Vesak Liên Hiệp Quốc. 3 sự kiện đó là đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Sau khi nghe đến sự tích Đức Phật Niết Bàn thì Đức Vua đau khổ té xỉu, phải dùng nước lạnh rưới vào mặt thì Ngài mới tỉnh lại. Một cái sự rung động, một cái sự giao cảm tâm linh nhiệm màu, cảm động về cả cuộc đời của Đức Phật mà khiến Đức Vua A Dục phải nghẹn ngào xúc động đến như vậy. Vua bèn xây tháp ở từng nơi, bố thí 100.000 lượng vàng, sau đó mới rời khỏi chỗ. Tôn giả U Ba Cúc Đa đã kể lại vua nghe về những tháp xá lợi của 500 thánh tăng A-la-hán. Vua cũng điều lễ bái cúng dường thép vàng. Cuối cùng đến tháp của tôn giả Bạc Câu La. Vua mới hỏi: thưa tôn giả, cái tháp này của vị nào, có công đức gì hay không? Thì tôn giả U Ba Cúc Đa đáp rằng: thưa đại vương, Đức Phật nói tôn giả Bạc Câu La không hề bệnh tật, vì 91 kiếp sau thời Đức Phật Tỳ Bà Thiên nhập niết, tôn giả Bạc Câu La trú trong một ngôi chùa, thấy những người giàu có quý tộc đến cúng dường cho chúng tăng. Lúc ấy ông uống rượu say, đang nằm ở trên giường và nghĩ bụng: ta rất nghèo khó, nên bố thí gì bây giờ? Ta vừa có được cái trái Ha Lê Lặc, có thể trị được đau mắt, đau đầu hoặc là bí tiểu. Nếu chúng tăng có ai mắc bệnh thì ta sẽ bố thí cái trái Ha Lê Lặc này để trị bệnh. Tôn giả bèn đánh kiền chùy và thông báo là muốn bố thí cái dược phẩm trái Ha Lê Lặc này. Thì bấy giờ có một vị tỳ kheo đầu rất là đau đến xin cái trái Ha Lê Lặc trị bệnh. Người kháng bệnh liền đem trái Ha Lê Lặc của Bạc Câu La đưa cho tỳ kheo kia. Vị tỳ kheo ấy dùng xong lành bệnh. Nhân cái cớ này mà trong suốt 91 kiếp, Bạc Câu La dù sanh lên trời hay trong nhân gian đều không hề bệnh tật. Và bây giờ cái kiếp cuối cùng này đó, thì ông sanh trong cái nhà Bà La Môn. Mẹ ruột thì mất sớm, cha thì lấy vợ kế. Tôn giả này có một
thứ cảnh giới đặc biệt kỳ lạ là xưa nay con nít thấy ai sinh ra đều khóc, nhưng Ngài đặc biệt sinh ra là Ngài cười. Chẳng những vậy mà còn ngồi kiết già, cười hề hà với mẹ mình nữa. Bà Câu La khi còn nhỏ thấy mẹ kế làm bánh, liền đòi ăn bánh. Mẹ kế vốn tánh tình không có tốt, rất là ghét con chồng, đem bà Câu La bỏ vào lò chiên bánh, lửa cháy rất là mạnh. Bà còn lấy chảo chiên bằng đáy đặt lên trên. Người cha từ ngoài về kiếm con khắp nơi, cuối cùng mới biết con này ở trong lò. Và dĩ nhiên thằng bé nó không bị hề hấn gì. Như vậy là lửa đốt không chết. Về sau có lần mẹ kế đang nấu thịt, bà Câu La lại đến đòi ăn. Mẹ kế tức giận quăng chú vào trong nồi, nước trong nồi sôi sùng sục và không thể nào làm cho chú bị nát nhừ. Người cha lại đi tìm khắp nơi không thấy, lớn tiếng kêu: "Con ơi, con ở đâu?" Thì bà Câu La đang ngồi trong nồi liền ứng đáp. Người cha mới vội vàng kéo con ra, mà thằng bé nó không bị thương chút nào hết. Mấy điều rồi? Hai điều. Một hôm bà mẹ kế đã vờ xong, bà Câu La đã nắm chéo áo của bà mẹ kế chạy theo. Người mẹ giận quá mới nói: "Mày rốt cuộc là yêu quái gì mà tao đốt tao nấu mà mày không có chết?" Thế là bây giờ ném bà Câu La xuống sông và nó cũng không bị chết chìm. Một khoảng lúc sau thì có một con cá lớn bơi tới, lại nuốt bà Câu La vào bụng luôn. Và do có phước báo, bà Câu La không có chết. Có một người đánh cá câu được con cá này mang ra chợ để bán, nhưng vì đồ giá quá cao chẳng ai mua được. Đến chiều thì cá sắp ương, thì gặp cha của bà Câu La ra chợ. Thấy cá, ông bèn nghĩ: "Con cá này nhiều thịt mà lại sắp ương, chắc không đắt lắm, ta có thể mua về." Thế là ông trả tiền mang con cá về nhà. Về đến nhà, ông lấy dao bén mổ bụng cá, thì lúc bấy giờ bà Câu La trong bụng mới kêu to: "Cha ơi, cẩn thận nha, đừng làm con bị thương." Người cha mừng quá, mổ bụng cá ôm con ra. Như vậy là năm điều bất tử. Bà Câu La đã lớn lên rồi theo Phật xuất gia, chứng quả A-la-hán đầy đủ công đức. Sống đến 160 tuổi mà không bệnh hoạn. Ngài là người rất tri túc, ít mong cầu, thích sống an nhàn, vắng lặng và không dạy ai bất kỳ một câu kệ nào hết. Cũng khổ, không có đổ ai hết, rồi tự tu tự chứng. Vua nghe chuyện của tôn giả này, mấy cái tôn giả kia là ngài cúng rất nhiều tiền, nhiều vàng, riêng tôn giả này ngài cúng có một đồng. Quan mới hỏi: "Tại sao 500 vị kia đều là A-la-hán, ngài cúng vàng mà riêng có vị này ngài cúng có một đồng?" Đức vua mới đáp rằng: "Vì ông ta chỉ tự độ mà không có độ người." Giờ đó là đặc biệt. Đức vua chỉ cúng một đồng cho tôn giả bà Câu La mà thôi. Kết quả là tháp thần cũng không chịu nhận đồng bạc cúng dường này và trả lại cho vua. Đồng tiền kia lại bay đi và trở lại bên chân của vua A Dục. Ghê chưa? Đâu phải là cúng là tôi nhận đâu. Trong số đại đệ tử của Đức Phật thì tôn giả bà Câu La là người có pháp vị tăng hữu thọ trì y phấn tạo suốt 80 năm. Tức là một cái người có cái hạnh giống như tôn giả nào? Maha Ca Diếp, tức là hạnh đầu đà, thọ y phấn tạo, không có sống cống cao ngã mạn. Trong suốt 80 năm chưa từng thọ y của một người cư sĩ, chưa từng cắt mai y, chưa từng nhờ người khác mai y hộ, chưa từng dùng kim để khâu y và chưa từng dùng kim khâu túi dù chỉ là một sợi chỉ. Lúc bây giờ quan mới nói: "Đúng, thật là một tôn giả ít muốn. Ngay cả một đồng cũng không nhận thì huống chi là nhiều tiền." Đó, thấy chưa? Không nhận một đồng luôn. Vị A-la-hán này có năng lực công đức tu tập
ít muốn biết đủ, cho đến khi chứng quả niết bàn mà vẫn không thọ nhận một đồng tiền nào hết. Rồi, đó là những cái chuyện mà gắn liền với tôn giả bạc câu la. Mỗi lần đọc tới đây là thầy mắc cười. Đức vua cúng một đồng, ngài cũng không nhận. Và ngài làm gì? Trả lại một đồng cho đức vua luôn. Rõ ràng là cái hạnh ít muốn biết đủ, thiểu dục tri túc người ta đáng kính không ạ? Còn giờ cho thầy chắc nhận hết. Và cử tọa thứ 16, người cuối cùng trong hàng thinh văn nha, là tôn giả A Nậu Lâu Đà. Tôn giả A Nậu Lâu Đà hay còn có một cái tên gọi khác là tôn giả A Na Luật đó quý vị. Đạo tâm của A Nậu Lâu Đà hay là A Na Luật rất là kiên cố. Tuy gặp sắc đẹp mà không có sao động. Tâm địa của thầy quang minh ai cũng biết. Nhưng có một phen, trong lúc mà ngài tọ thuyền, ngài hôn trầm thủy miên, giả dưỡi, rã rời buồn ngủ. Và lúc bấy giờ, Đức Phật đã biết được và quở trách rất là nặng nề. Trong buổi giảng kinh của Đức Thế Tôn, A Na Luật đã bị con ma hôn trầm, quyện bì ám ảnh, nên không cưỡng được, thầy đã ngủ gục tại tòa pháp. Đức Phật ở xa liền nói rằng, dốt thai kẻ mê ngủ, thu mình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm, không nghe danh hiệu Phật. Rồi, nặng nề không quý vị? Mê ngủ, một giấc ngủ ngàn năm, và cái hậu quả cuối cùng là không nghe danh hiệu Phật. A Na Luật nghe Đức Phật quở, quỳ xuống sám hối và chắp tay thưa với Đức Thế Tôn rằng, xin ngài từ bi lượng thứ cho sự ngu si giải đãi của con. Từ nay về sau cho đến lúc chết, con phát nguyện không ngủ trở lại nữa. Rồi đây là một cái lời phát nguyện dõng mãnh. Bắt đầu từ đó về sau là ngài không có nhắm mắt luôn. Ngài mở mắt trao tráo luôn. Và đến một giai đoạn là mắt của ngài bị mù lòa. Nhưng mà thiên nhãn của ngài sao? Vẫn còn tỏa sáng. Một hôm thì tôn giả dùng thiên nhãn của mình thấy rất nhiều người phụ nữ bị đọa trong địa ngục. Tôn giả bèn hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con dùng thiên nhãn, con đã thấy rất nhiều phụ nữ bị sa đọa vào địa ngục. Con thấy người nữ rất là dễ tin lời Phật dạy. Người nữ cũng giàu tình thương và lòng nhân từ hơn nam giới. Nhưng cớ vì sao họ lại đọa vào địa ngục nhiều như vậy? Đức Phật trả lời, này A Na Luật, trong Phật Pháp, người nữ được gọi là tín nữ là vì người đó có niềm tin đối với nơi Tam Bảo là sự thật. Nhưng người nữ cũng dễ tạo tội cũng là một sự hiển nhiên. Có ba thứ tâm mà người nữ lớn hơn nam giới. Thứ nhất, mỗi sáng sớm mới vừa thức giấc, cái tâm sang tham của người nữ rất là nặng. Họ mong rằng tất cả tài bảo trên thế giới này đều gom vào nhà mình. Thứ hai, lúc ban trưa, cái tâm tật đố, tức là sự ganh tị của họ rất là lớn mạnh, cảm thấy rằng toàn thể nhân loại đều làm chướng ngại đối với mình. Và thứ ba, lúc buổi xế chiều, tâm dâm dục của họ lẫy lừng, lúc nào họ cũng mong có người dựa kề bên mình. Đừng xa em đêm nay. Thấy chưa? Đâu phải là nó không có cái duyên cớ như vậy đâu. Này A Na Luật, tâm sang tham tật đố của người nữ nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội, và đó là nguyên nhân mà người dùng thiên nhãn người thấy trong địa ngục
thì người nữ đọa lạc rất nhiều. Chết rồi, hôm nay 8 tháng 3 nữa. Thôi nói đi cho quý vị tập tu thôi, chứ cũng không có ác ý gì. Còn đối với nam, người ta gọi là thiện nam, tức là người nam khi họ tin vào điều thiện thì cái sự niềm tin nó là bất động, nó là kiên cố. Người nam khi mà đi tu là họ quay đầu hướng thượng, họ hạ bỏ đồ đao, họ lập địa thành Phật, hồi đầu thiện nhãn tốt. Còn người nữ sở dĩ gọi là tín nữ, cái lòng tin của họ cũng dễ bị lay động, ai nói gì cũng tin hết á, chỗ nào linh là có phụ nữ trước. Còn đối với người nam không dễ dàng như vậy. Muốn thuyết phục một niềm tin chắc thật đối với người nam thì điều đó đồng nghĩa với việc là quý vị phải có những luận cứ nó vững vàng. Và người nam khi mà ta đã đặt một cái niềm tin là cái lý tưởng họ mạnh mẽ. Còn người nữ thì sao? Dễ bị lay động, ai nói gì cũng dễ bị nghe theo. Do đó người nữ được gọi là tín nữ. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xong các cử tọa. Đầu tiên là Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đệ Tân Đầu Lư Phải La Đọ Ca Lưu Đà Di Maha Kiếp Tân Na Bà Câu La A Nậu Lâu Đà. Mười mấy vị? 16 vị. Tôi ra đề thi 16 vị này cũng mệt luôn rồi đó. Đúng chưa? Giờ chỉ cần hỏi về sơ lược từng vị một là đủ ăn điểm quý vị rồi. Về nhà nghe lại là vừa. Rồi bây giờ theo đúng văn kinh, hết các vị đó giữ đẳng tỳ kheo tăng thiên nhị bán ngũ thập nhân câu hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua các vị cử tọa là các vị Bồ Tát, đúng không ạ? Mình đang nói về hàng thinh văn là có 16 vị cử tọa là thanh văn. Bây giờ mình sẽ bước sang Bồ Tát. Tướng thinh văn là tướng đầu tròn áo vuông, gọi là viên đảnh phương bào. Viên là tròn, đảnh là đầu. Nhìn vô là cái tướng đầu tròn. Phương là vuông, bào là áo. Phương bào tức là pháp y ca sa. Như vậy là tướng thanh văn là tướng viên đảnh phương bào, là tướng đầu tròn áo vuông. Còn tướng Bồ Tát là các vị có mặt trong tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo Phát Triển, tức là Bồ Tát dấn thân đi vào cuộc đời. Thì những vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy được 4 vị Bồ Tát có mặt trong pháp hội này. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp về Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là một vị cổ Phật. Chúng ta nhớ mặc dù là Bồ Tát nha, nhưng mà Ngài đã thành Phật chưa? Ngài đã thành Phật rồi. Trong đời quá khứ, Ngài đã thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật là thánh danh của Ngài Văn Thù đã thành Phật trong những đời trước. Đức Bồ Tát Quan Âm đã thành Phật chưa? Rồi. Ngài đã thành Phật trong đời quá khứ, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng trong cái đời hiện tại này là Ngài thị hiện là Quán Tự Tự Tại. Và Ngài đã có mặt trong bản tâm kinh Bát Nhã đó, Bồ Tát Quán Tự Tại Avalokitesvara, tức Bồ Tát hiểu và thương lắng nghe Quán Thế Âm. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Phật đã thành. Thánh danh của Ngài là Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật. Ngài là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng Bồ Tát. Nếu như hàng thinh văn ai là trí tuệ đệ nhất? Thầy Xá Lợi Phất. Thì trong hàng Bồ Tát, Ngài Văn Thù Sư Lợi. Trong Kinh Phong Bát, Đức Thế Tôn dạy rằng
ta thành Phật là nhờ ơn Văn Thù. Vô số Phật quá khứ là đệ tử của Văn Thù. Chư Phật vị lai cũng phải nương nhờ trí tuệ Bồ Tát Văn Thù mới thành tựu. Cho nên Văn Thù được gọi là cha mẹ của chư Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ tối thắng. Trong Hoa Nghiêm Tam Thánh thì Ngài trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca. Ngài thường đứng bên tay trái của Đức Phật Thích Ca, đối diện bên tay phải là Ngài Phổ Hiền, để biểu thị Ngài là Pháp Dương Tử, thượng thủ trong chúng hội, và trí tuệ là hạnh tối thắng bậc nhất của Ngài. Trong các hàng Bồ Tát thì Ngài có đạo lực trí tuệ bậc nhất. Ở Phật giáo Tạng truyền, trí huệ của Bồ Tát Văn Thù được chia ra làm 7 loại. Một là trí tuệ quảng đại, tức là nhanh chóng lựa chọn kinh điển, luận nghĩa, không có bị trở ngại. Thứ hai là trí tuệ thâm sâu, là tuệ tính về chân tướng của sự vật, hiện tượng một cách thâm sâu huyền bí. Ba là trí tuệ biện biệt, tức là trí tuệ ẩn chứa những giáo nghĩa thâm sâu. Bốn là trí tuệ mẫn tiệp, là có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ngài học một là ngài biết 10. Thứ năm là trí tuệ sáng tác, tức là có thể sản sinh ra những cái tác phẩm thơ, văn. Trí tuệ biện luận là dùng tư duy sắc bén để minh chứng các mệnh đề. Và cuối cùng là trí tuệ diễn giảng, là khai thác năng lực chia sẻ với tất cả mọi người. Pháp khí của Ngài là tay phải, Ngài cầm cái kiếm sắc bén để biểu thị cho trí tuệ một cái gươm để chặt đứt phiền não. Tay trái thì Ngài cầm hoa sen xanh để biểu thị cho trí tuệ thanh tịnh không nhiễm trước. Đầu hoa sen có kim cang ấn để biểu thị trí kim cang có thể phá trừ hết tất cả những phiền não. Ngài mang trên người một áo giáp được gọi là áo giáp nhẫn nhục. Nhờ nó nên các mũi tên thị phi không xâm hại vào thân. Nó che chở cho Bồ Tát. Bọn giặc sân hận oán thù không thể xúc não. Và đối với tất cả chúng sinh, Ngài đều thực tập hành nhẫn nhục để cứu khổ độ đời. Chúng ta thường thấy Ngài cưỡi con sư tử màu xanh. Chúng ta biết rằng sư tử là chúa của muôn loài. Tiếng gầm của sư tử có thể làm cho tất cả muôn loài đều run sợ. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là trí tuệ của Đức Bồ Tát khi mà tỏ ra ánh sáng thì toàn bộ màn đêm vô minh đều bị tan rã. Về mặt sự tích thì tiền thân Ngài là con thứ ba của Đức Vua Vô Tránh Nhiệm, là vương chúng thái tử. Ngài có phát 24 lời đại nguyện. Ngài được Đức Phật Bảo Tạng Như Lai thọ ký: ngươi là người đại trượng phu, trí huệ sáng suốt, phát nguyện lớn, tu hành công đức rộng sâu. Ngươi là bậc trí huệ nhiệm màu, bởi vì ngươi có tâm từ lớn, vì tất cả chúng sinh mà phát ra 24 lời nguyện nhiệm màu. Trải qua hằng hà xa số kiếp, ngươi tu tập Bồ Tát Đạo, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Một thế giới đẹp đẽ tên là Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chi ở phương Nam. Này Văn Thù Sư Lợi, từ đài về sau, trải hằng xa kiếp, người tu Bồ Tát Đạo trồng các căn lành, tâm trí thanh tịnh. Ngươi vì chúng sinh mà giáo hóa, dẹp trừ các tâm bệnh, và chúng sinh đều xưng tôn người cũng là một vị thầy thuốc hay để chữa lành căn bệnh phiền não cho chúng sinh. Chúng ta sẽ nghe một cái mẫu chuyện linh cảm về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và đệ tử Ca La Việt.
Ca La Việt là một người rất là muốn có trí huệ như Đức Bồ Tát Văn Thù. Do đó Ngài đi đâu, Ngài làm gì, Ngài cũng cầu nguyện: Bồ Tát Văn Thù, con tên là Ca La Việt, thỉnh cầu Ngài hiện thân gia trì, khai mở trí huệ cho đệ tử. Đi đâu cũng muốn gặp Ngài Văn Thù hết. Một hôm Ca La Việt đã chuẩn bị nhiều món ngon đến cúng dường cho chư Tăng. Ông bài trí một tòa ngồi rất sang trọng và để hy vọng là Bồ Tát Văn Thù từ bi đến thọ nhận lễ cúng dường cho ông. Không lâu sau thì tăng chúng đến thọ nhận cúng dường. Lúc bấy giờ có một vị sư già bị què chân, y áo rách nát lượm thượm, lôi thôi lết hết, vô cùng dơ bẩn, chống gậy đi thẳng lên cái tòa đó để ngồi. Thì lúc bấy giờ Ca La Việt thấy vậy thầm nghĩ: trời đất, cái tòa này là ta chỉ dành riêng cho Ngài Văn Thù thôi, tại sao để cho một cái người khất thực dơ dái lượm thượm này lên ngồi được chứ? Thế là Ca La Việt đã vội vã chạy lên kéo vị đó xuống và bảo qua nơi khác ăn cơm. Vừa kéo xuống thì vị ấy lại chống gậy bước lên. Ba lần như vậy, Ca La Việt mới sanh tâm hổ quan hỷ, mới nói: trời đất ơi, cái gì mà đi lên đi xuống tới ba lần như vậy? Tới lần thứ tư kéo xuống nữa và luôn tới bảy lần. Xong lần thứ bảy là vị đó không bước lên nữa và tìm một góc để ngồi. Cuối cùng Ca La Việt thở phào nhẹ nhõm: may quá, ông không có lên nữa. Cuối cùng cũng dừng trai tăng xong. Tối hôm đó ông nghỉ ngơi. Trước khi ông nghỉ ngơi, ông cũng hồi hướng phước lành: nguyện cho bao nhiêu phước lành của con cúng dường ngày hôm nay, cho con trong đời này ít nhất được một lần diện kiến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hiện thân gia trì, giúp cho con được trí huệ. Thế là ông trở về nhà, ông ngủ say như chết. Và trong lúc ông ngủ thì ông mộng thấy Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát mới bảo anh: không phải lúc nào con cũng luôn luôn tâm niệm hy vọng gặp được ta hay sao? Hy vọng ta đến thọ nhận cúng dường đó sao? Đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của con, hôm nay ta đã hiện thân đến để cho con cúng dường. Mà khổ nỗi là mỗi lần ta bước lên ghế thì con đều kéo ta xuống. Mà tổng cộng là 7 lần. Vì ta để con không sinh phiền não nữa, ta không còn cách nào khác là ta phải tìm góc khác để ta ngồi thọ trai. Lúc bây giờ ông hoang hồn, ông tỉnh giấc mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra quá trời, và suy nghĩ hết toàn bộ buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay, thì mới phát hiện ra là cái vị sư già kia kìa, lượm thợm lết xết như vậy đó là ai? Là Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát từ bi khai thị. Vậy mà mình không chịu đến đảnh lễ, mà mình có mắt không nhận ra Thái Sơn, ngược lại còn hết lần này đến lần khác kéo Ngài xuống như vậy. Càng nghĩ càng hối hận, tất cả đều là do cái tập khí thói quen của ta, hay phân biệt, hay chấp trước, hay nhìn vào hình tướng bên ngoài và đã lầm một vị đại thiện tri thức. Hôm nay Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hiện cái tướng mạo như vậy là để dạy ta không được đánh giá con người qua hình tướng, giáo hóa tâm tính mình mới chân thật đáng quý, có khả năng đối diện với ngoại cảnh mà không phân biệt chấp trước, đó là trí tuệ chân chính. Thì kể mỗi chuyện này ra cho quý vị, để quý vị thêm một lần nữa hãy nhìn tất cả mọi người đều là bà con Phật Pháp quyến thuộc từ bi, đều là những người thiện hữu tri thức. Trong tư tưởng của Nho học, tam nhân đồng hành tức hữu ngã sư yên, tức là ba người cùng đi trên một đường thì trong đó chắc chắn sẽ có một người là thầy ta. Thôi thì nhớ giùm thầy, tôn kính bậc đáng kính là phước điền cao thượng, để mình đừng có bị trách lầm như cái người Ca La Việt này, 7 lần kéo xuống mà không ngờ đó chính là người mà mình muốn gặp trong đời. Đôi khi lỗi hẹn một giờ, đến khi muốn gặp là phải chờ 100 năm. Giờ đó cố gắng đi học đều giùm thầy một cái. Rồi, thôi chúng ta ngưng lại ở đây. Hay gì là Phật, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học các vị Bồ Tát còn lại. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quá phần xin chứng nên.